Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia một dự án rất là ngon lành, dự án điện phơm từ xa. Khi tham gia dự án này các bạn có thể nhận được 10 tốc cần có hiệu là GFTT nữa các bạn. Khoảng 10 đô à. một tốc cần này nó đã lấy trên một sàn Uniswap, nó cho giao dịch qua USDT TDS nữa các bạn, USDT đồ. Con này hiện tại là dự án này khởi chạy vào ngày 15 tháng 10 và kết thúc vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 các bạn. Các bạn nên cố gắng làm nhanh nha các bạn. Rồi để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả nhiệm vụ đầu tiên, website của nó các bạn vào đây mà tìm hiểu nữa nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây các bạn join vào mấy kênh group của nó các bạn. Rồi mình join đây, mình join các bạn. Các bạn vô đây join hai kênh Telegram đó các bạn. Một kênh rồi. Xuống đi các bạn hai kênh Twitter đó. Follow Twitter, like và tăng 5 người bạn không? Mình không biết tăng 5 người bạn kênh dự án nào ta. Rồi thì các bạn like đi. Các bạn like nó vài bài đi. Dự án của nó nè các bạn, rất là ngon nha các bạn. Thường thì làm những ai góp kết thúc thì nó sẽ phân phối tôi cần cho các bạn thôi. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Nghe là từng khu thực. Các bạn chở gom lên, chở gom đi. Các bạn trong người bạn tự do. Sáng này đi. Mở lên phải không ta? Nè các bạn, thời gian này còn đi tiếp với các bạn test 5 người bạn của mình vào. Rồi các bạn chờ lót chút nữa các bạn. Rồi các bạn ghi vào a cộng, cái này là những người bạn theo dõi bạn bè nha các bạn. A cộng với hết chứ không phải là người nào cũng được bạn của bạn á. A cộng VS A cộng. Bạn nào không đủ 5 người bạn thì có thể kết bạn với mình nha các bạn. Để mình tìm 5 người bạn cộng hay dương. Rồi các bạn mình ra. Rồi chút xíu cho nó test nha các bạn. Rồi sau khi nó test xong các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Các bạn trở lại một con VS. Rồi, các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi các bạn địa chỉ và đầu tiên địa chỉ là username của tất cả các bạn. Các bạn vào Telegram, vào setting lấy username của mình nha các bạn. Bạn nào chưa cài đặt username thì cài đặt username nha các bạn. 1133. Rồi. Này du. Pha du virtual. Du link. Cũng theo các bạn. Bạn vô cộng chính đây các bạn mở theo word của mình ra vào cây dạng trao vào dạng cá nhân của mình là gặp theo username của mình các bạn. Rồi các bạn kiểm tra rồi cái link bot. Rồi các bạn mở cái theo word của mình ra nghe tất cả các bạn. Rồi bạn bắt đầu đi ha. Các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Làm cái góp này đừng giỏi các bạn ơi, từ từ các bạn làm những giá các bạn đi từ từ cũng có tiền thôi, mà đảm bảo cho các bạn luôn. Rồi các bạn vào đi. Rồi các bạn chia sẻ các bạn. Rồi các bạn sao chép đến theo quên các bạn. Rồi các bạn trở về này nữa các bạn. Mình cố gắng tìm làm nhiều gian như tất cả anh em nữa. Cho nó thành công nhiều. Rồi các bạn mở đi với cho liên cái mình ra nghe tất cả các bạn. Cho link ra các bạn copy cái địa chỉ với các bạn. Cái máy mình chạy hết nổi luôn, mình thấy có dự án mình cũng cố gắng ship cho tất cả anh em rồi. Mong tất cả anh em thông cảm nha. Rồi các bạn mở ra lại nè, chạy hết nổi luôn các bạn. Rồi mở mắt vào các bạn.
Rồi chỗ này thì các bạn cứ ghi giùm mình là A cộng nha tất cả anh em. Anh 1133 rồi tất cả anh em bấm gỡ là xong nha tất cả anh em. Vậy video mình kết thúc. Hẹn chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo.